Cô gái xinh đẹp nằm trên thuyền phơi nắng, đột nhiên một con rồng khổng lồ từ trên trời lao xuống, dùng một chân dẫm vào chiếc thuyền nhỏ. Tiếp đó người và thuyền đều bị mang lên không trung, những người trên bờ giữ chặt dây thừng của con thuyền. Không ngờ cô gái cũng ngã xuống. Chính vào thời khắc nguy hiểm, con rồng lại một lần nữa bắt lấy cô. Sau đó cô gái bị con rồng nhốt vào hang ổ ở bên vách đá. Thức ăn hàng ngày là mấy con cá biển sắp thối rữa. Cô gái phát hiện ở hang bên cạnh cũng nhốt một người đàn ông. Người đó đưa cho cô một mớ rau thơm đã được cắt nhỏ. Cô vừa bôi thuốc vừa nói ra tên của mình là Saler. Và người đàn ông từ chối nói tên của mình. Sau đó, Saler tìm thấy một chiếc vòng cổ trên mặt đất. Có vẻ như cô ấy không phải là người đầu tiên bị con rồng bắt tới đây, mà bọn họ có thể đã bị ăn thịt rồi. Saler trong giây lát cảm thấy kinh hãi, muốn tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng người đàn ông bảo cô đừng chạy khỏi đây, con rồng đó vẫn chưa rời mắt khỏi bọn họ. Saler tức giận lấp chiếc lỗ lại, sau đó tuyệt vọng nhìn lên bầu trời đầy sao phía trên. Đột nhiên cô lại nảy ra một ý nghĩ với mái tóc dài 3 mét của mình. Vì thế nhịn đau dùng đá cắt phăng đi mái tóc của mình và buộc vào một tảng đá. Cô ấy bắt tay người đàn ông trước khi chuẩn bị bỏ trốn. Không ngờ là xung quanh đột nhiên xảy ra sạt lở, con rồng ở trên miệng hang gầm thét. Saler thu mình trong góc vì sợ hãi, con rồng không hề rời đi cho tới khi cô không có động tĩnh gì. Saler hồi phục sau cú sốc và vội vàng chạy đến gọi người đàn ông bên cạnh. Nhưng người đàn ông bị dọa cho sợ hãi không dám mở lời. Vì vậy, Saler đã ném mái tóc dài của mình ra khỏi hang động. Sau đó nắm chặt tay và dùng chân để trèo lên tảng đá. Nào ngờ do sức nặng của cơ thể cô rơi xuống đất. Tuyệt vọng và bất lực, Saler nhấc một hòn đá lên và điên cuồng chút giận. Nhưng lại không ngờ mở được cửa hàng ở bên cạnh, bò qua và thấy rằng người đàn ông đã biến mất. Tất cả những gì còn lại là một đống củi vẫn đang cháy. Ngoài ra còn có một chiếc giường đá phủ lông tơ ở giữa. Saler vẫn tiếp tục bò ra ngoài. Nào ngờ bên ngoài con rồng đang canh giữ cửa hang. Saler sợ hãi đến mức bỏ chạy. Con rồng tức giận gia tăng tốc độ đem cô trở về. Saler trong lúc vội vàng né tránh vô tình lọt vào một cái hang nhỏ. Không ngờ là con khủng long lại phun lửa, suýt chút nữa biến cô thành món thịt nướng. Saler trèo ra khỏi cái lỗ nhỏ sau khi đợi con rồng rời đi. Chỉ thấy hòn đảo rồng này đang lơ lửng giữa không trung. Saler vừa nhìn xuống trong chốc lát rụng rời tay chân, bởi vì nơi cô ấy đang đứng bây giờ không phải là một vách đá, mà là một phần xương siêu to còn sót lại. Chính lúc này, người đàn ông từ trong hang động bước ra. Sau đó, Sula mới phát hiện ra rằng anh ta chính là hóa thân của rồng. Quá sợ hãi, cô ấy lùi lại, nào ngờ trượt chân rơi từ độ cao 100 mét. Thấy bản thân có thể sắp bị biển nuốt chừng, một bàn tay ôm lấy eo của cô, trên ngực anh ta cũng xuất hiện dấu vết màu đỏ. Chỉ thấy anh ta hét lên một tiếng, trong chốc lát lộ ra một đôi cánh siêu to. Sau đó dùng móng bắt lấy cơ thể của Saler. Saler tỉnh lại phát hiện ra con rồng ngã ở trên cục đá trước mặt. Một lúc sau liền xuất hiện lốm đốm sáng, con rồng đã biến trở lại thành hình dạng chàng trai. Saler thấy vậy, trong lúc tức giận cô nghiến răng nghiến lợi, nhấc cục đá lên muốn đập cho tên lừa đảo này một trận. Chính lúc này một con mèo hoang nhỏ xuất hiện, nó nhảy tới chỗ người đàn ông, dường như đang cầu xin Saler cứu lấy anh. Mà Saler lúc này hận sao anh ta không bị cá mập ăn thịt quách đi cho rồi. Có điều cuối cùng vẫn không đành lòng, vì thế sức hết sức kéo anh ta tới trước cửa hang động. Nào ngờ đột nhiên toàn thân anh ta phát lửa, cơ thể của anh ta chuẩn bị biến thành rồng, nhưng đáng tiếc năng lượng không đủ nên đã không thành công. Ngày hôm sau, Saler ở trên biển phát hiện ra một bè gỗ. Chính vào lúc cô muốn rời đi, đột nhiên bầu trời xám xịt. Cuối cùng chỉ đành gác lại chạy trở lại hang động, còn dùng tấm vải tạo thành một căn phòng. Saler vẻ mặt xinh tươi nhìn người đàn ông đang ngất xỉu. Mặc dù lúc biến thành rồng trông rất đáng sợ, có điều nhìn kỹ anh ta cũng rất đẹp trai. Vì thế tìm thảo cỏ đắp vết thương cho người đàn ông, còn xé vải trên cơ thể để lau cơ thể giúp anh ta. Nào ngờ cơ thể anh ta lại đỏ rực. Saler nhanh chóng ngân nga bài hát ru để an ủi anh ta, cuối cùng cũng khiến anh ta yên tĩnh trở lại. Toàn thân run rẩy, Saler co mình nằm bên cạnh người đàn ông. Chính lúc này bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Bước ra ngoài phát hiện cách đó không xa chính là vị hôn phu đang đi tìm mình. Kích động, Saler nhanh chóng chạy tới ôm lấy anh. Mở mắt ra xem, hóa ra chỉ là mơ. Lúc này người cô đang ôm lại là anh chàng hóa thân của rồng. Saler cố gắng dãy dụa một hồi, nhưng vừa nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn của người đàn ông ở trước mặt lại thôi. Khi tỉnh lại phát hiện trên người nhiều hơn một tấm vải, bên cạnh còn có bếp lửa, thậm chí còn có quả thanh long tươi ngon. Lâu ngày chưa được ăn gì, Saler cầm nó lên ăn ngấu nghiến. Lúc này nó giống như mỹ vị lan tỏa trong miệng, hạnh phúc vạn phần. Saler vừa ăn vừa hóng gió, nhìn xuống phát hiện Mét đang câu cá. Vốn tưởng rằng anh ta sẽ làm cho cô một bàn đồ ăn thịnh soạn, không ngờ là anh ta vậy mà bắt cá cho chú mèo của mình. Cảm thấy bị sỉ nhục, Saler trực tiếp dùng chân hất bỏ chiếc chậu. Tức giận, Mét định biến thân, có điều ở trước mặt mỹ nhân dường như không có lực phản kháng. Saler cảm thấy Mét dù có biến thân hay không cũng không có gì khác biệt, vì thế định dạy anh ta sống như nào cho giống một người thường. Hai người đem đồ vật bỏ đi ở biển trở về hang động. Sau khi dành thời gian một ngày, cuối cùng cũng sắp xếp giống như một cái nhà. Đối với Mét mà nói, đây hoàn toàn là sự khởi đầu mới.
anh quyết định hạ quyết tâm muốn quên đi mình là một con rồng. Mỗi ngày cùng với cô gái mình yêu tắm nắng trên biển, vừa chạy trên cát vui đùa, hai người hạnh phúc ở trong hang đã qua được mấy tháng. Nhưng hôm đó Saler tỉnh lại không thấy Matt đâu, đứng dậy ra ngoài phát hiện anh đã biến thành rồng đang bò trên tảng đá. Saler bị dọa cho sợ bỏ chạy, nào ngờ con rồng bay tới trước mặt cô, nhưng dường như nó không còn điên cuồng tấn công như trước nữa. Saler thử đưa tay ra sờ vào người nó, lúc này trên người của con rồng lại xuất hiện ánh sáng đỏ. Nào ngờ đó lại là một giấc mơ, thì ra Saler đặc biệt sợ rằng một ngày nào đó Matt biến thành một con rồng độc ác. Vì thế mới xảy ra nằm mơ ác mộng, nhưng Matt đã thề sẽ mãi mãi không làm hại cô. Saler nghe xong mới yên tâm nằm xuống ngủ. Cuộc sống của cô trên đảo bây giờ chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng trên đảo. Chiếc đảo rồng cao 100 mét, thậm chí còn có hồ bơi xa hoa. Saler dường như đã quên mất ngôi làng nhỏ trước đây mình từng sống, muốn cả đời có thể sống ở đây. Nhưng Matt bởi vì lâu ngày không biến thành hình dạng rồng mà cơ thể cảm thấy khó chịu, thậm chí còn hy vọng người nhà Saler tới cứu cô. Như vậy bản thân anh có cơ hội biến thành rồng. Có điều Saler một lần nữa dùng sự ấm áp của mình trấn áp được con rồng sắp phát điên này. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thậm chí Matt thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô như vậy, vì thế mà ở trong hang động phun ra lửa, thử ép bản thân một lần nữa biến thành hình dáng rồng. Matt đang trong cơn kích động chỉ đành thổi sáo ở trong tay để bản thân bình tĩnh trở lại. Sau đó anh vô tình phát hiện trên đất có một tấm bản đồ. Lúc này mới ý thức tới Saler vẫn luôn tìm cách thoát khỏi đây. Cho dù Saler cố sức giải thích cũng không khiến Matt bình tĩnh lại. Anh bắt đầu cảm thấy không hợp với cuộc sống giống như loài người, bởi vì bọn họ vừa sinh ra đã là tộc rồng quái dị. Bọn họ phải tìm cách sinh sôi nảy nở đời sau, nó được gọi là dục vọng mãnh liệt. Mới phải bắt những cô gái trẻ loài người, sau đó đem bọn họ thiêu thành cho tàn. Một đứa trẻ của tộc rồng cũng từ đó mà ra đời. Saler tức giận quyết định ngồi thuyền trở về nhà. Chú mèo hoang vẫn không nỡ đứng trên bờ chào tạm biệt cô, mà vị hôn phu của Saler cũng đang khởi hành trên thuyền cách đó không xa. Không lâu sau, nhìn thấy tín hiệu Saler bắn ra, cuối cùng thuận lợi đưa cô lên thuyền lớn. Saler nói dối rằng con rồng đã chết, nhưng vị hôn phu của cô không tin, có ý muốn tới đảo để thăm dò. Cuối cùng dưới ự khuyên nhủ của Saler mới có thể xóa được hiềm nghi. Hai người trở về trong thôn chuẩn bị cử hành hôn lễ. Có điều trên gương mặt của Saler lại chẳng tỏ ra thích thú. Dựa theo phong tục, trước khi gả tới nhà chồng, tân nương phải làm nằm tắm nắng trên thuyền nhỏ, mà tân lang trên bờ sẽ cầm sợi dây, phòng nhỡ cô bị gió thổi đi mất. Mà lúc này Matt đang đau khổ vạn phần, trong đầu lại nhớ lại cảnh hạnh phúc trước kia, mất đi người mà mình yêu, cuối cùng quyết định nhảy xuống vách đá kết thúc cuộc đời. Nào ngờ khi đang lơ lửng giữa không trung lại đánh thức thú tính trong người. Matt không muốn biến trở lại thành hình rồng liền thổi sáo. Lúc này dường như Saler cũng cảm nhận được, vào thời khắc thành thân cuối cùng cô lại đứng dậy, sau đó giơ hai tay ra gọi tên của Matt. Vị hôn phu của cô dậm chân, muốn gọi con rồng tới đây khiến cho thôn làng gặp họa sao? Nhưng Saler không muốn gả cho một người mình không có tình cảm. Matt mới chính là người đàn ông cô yêu, nào ngờ có đợi nửa ngày vẫn không thấy người mình yêu tới. Vào lúc cô như muốn buông bỏ, Matt cuối cùng cũng đã bay tới, dùng hai chân đưa Saler đi. Vị hôn phu tức giận chuẩn bị dùng giáo phóng vào Matt, kết quả lại bị anh trai Saler chặn lại. Như vậy Matt cũng thuận lợi đưa cô trở về hang động. Nhưng lúc này Matt vẫn có chút không tin, cảm thấy rồng và người không thể ở bên nhau. Saler nói rằng cho dù là người hay rồng thì đều là người cô yêu. Còn quỳ xuống thề, sau này sẽ ở nơi này làm chủ nhân, cho dù là chuyện gì cũng sẽ đều nghe Matt. Matt nghe xong, giống như cũng đang ôm lấy Saler. Theo như phong tục của tộc rồng, anh phải thiêu cháy người mình yêu. Nhưng Saler đã thành công dùng tình yêu cảm hóa được anh. Không qua bao lâu liền sinh hạ một đứa trẻ. Lúc này, gia đình ba người sống hạnh phúc trên hòn đảo. Đừng quên thích bộ phim thì thả tim cho mình lấy động lực nha. Tiền gặp lại mọi người ở video sau.